ui nóng, ui giời ơi, ui giời, ui hồi, cụ quá, ui giời. Đóng, ui ui giời ơi. Wow, đóng một đồ bụi rồi anh em ơi. Đau, đau, đau quá. Ui, con này chào bá luôn các bác này. À, lấy lét cho anh em xem con này chào bá luôn, đã man chưa? Giật quá phê phê. Phê kinh. Bàn tay. Vậy này đáng phải chụp cho nó kiểu ảnh các bác ạ. À, kinh khủng tởm. Hai chị nó cho anh em quay trở lại với channel của em nhé. Hôm nay dẫn anh em đi một vị trí gãy cá rô rất là tuyệt vời. Đây anh em này. Ôi ơi ơi. Toàn cá rồi. Anh em nhìn chưa, toàn rô lại mặt nước rồi. Đấy các bác nhìn chưa. Hơi bị nhiều luôn. Rất là phê thì. Đây là cái cống của bác này. Để có một cái cống à, thông là cái đằng sau này nó là một con sông nhỏ bác ạ. Từ con sông to thông qua khu sông nhỏ thì cái lỗ nhiều cá cực kỳ luôn. Anh em nhìn này tăm kìa. Đấy đấy, có nhìn chưa, dậy thì vừa đi qua đây nghiên cứu cái chỗ này nhiều cá quá nên em quyết định gảy cá rô các bác nhá, gảy rô đánh trực tiếp. Bây giờ chuẩn bị đồ để pha cá đã. Đấy, hôm nào em sẽ câu đơn cái chỗ này các bác. Ui, nó nhảy kìa các bác, dã man chưa, thấy chưa, tổng thủ tổ đấy các bác nhìn chưa. Để em zoom các bác xem đấy, cho anh em xem quang cảnh một chút nhá. Ấy rồi, cá cứ dậy này, trang bị thêm mấy găng tay cầm cá đỡ cắm này, nó chắc tay hơn các bạn. Còn tay này nọ em đi cầm một lần rồi, cầm cảm giác nó rất là chắc tay. Mỗi tội là cái mùa này thì mình cầm cá nó ướt đấy, nó cứ ướt nó tay hình ra nó lạnh. Lạnh hết đầu ngón tay nào. Làm đạc. Về nọ hôm nay chưa thời gian giặt này. Rồi, ok, các bạn nhìn thấy đã chuyên nghiệp chưa? Câu luôn. Đánh lưới số 1 các anh em ạ. Mồi mềm này. Mềm và chất luôn. Mồi mềm và chất luôn anh em ơi. Ui nóng. Ui giời ơi. Ui giời. Ui hồi. Cụ quá, ôi giời. Phê quá nhau ơi, cao quá cụ. Ngon quá, vào đây. Đó cụ lưng các bác ạ. Giật con cá cụ mê quá anh em ơi. Tỏ thật đấy, dã man luôn. Con này nó hên đấy, tẻ phát là mất. Con này hết con anh em ạ, nó ngậm phát mà nó nhả ra ngay, ngậm phát nhả ra ngay. Mày này, ui dồi ôi, ui, ui giời.
Ui, đồ mày cũ luôn. Anh em nhìn phê chưa? Còn cũ này. Vào đây, vào đây, vào đây. Đẹp quá. Ui, cảm giác cá tỏ nó mút được phê hẳn anh em ạ. Kiểu nó mút được chịu phát xuống. Còn đang rất đang này tắm rất là nhiều luôn kìa. Đang này tắm rất là nhiều ạ. Phê luôn. Ôi đấy, ui giời, ui ôi, ui thì có đồ to cụ tổ rơi đấy anh em ơi. Ôi đồ con rô cụ tổ rơi rồi, giờ mắc dây điện này hại quá nhỉ, đèn hết mệt. Bây giờ gỡ cái này ra bác nhá, đây tao đã đen còn nắm lông ấy, vừa mất cá vừa phải mắc dây điện. Cái không chịu được. Cái này mà nó đóng cá thì nó không phật như thế này đúng không? Tớ rất đau ấy. Đấy mà nó giật cho cái này. Ok. Rồi, được rồi anh em ạ. Chán quá đi mất các bạn ạ. Còn đấy mèo còn to đấy. Cứ bao giờ con nào mất nào còn to. Giật phí biết cần thế mà tượt phí thế không biết. Đáng lòng. Mà câu thấy câu này đúng là cảm giác nó sướng. Giật cá như địa này mới sướng anh em ơi. Úi giời, ăn ngay. Úi giời, ăn ngay. Úi giời, ăn ngay. Ăn ngay anh em ạ. Thôi 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 thôi. Dẫy dẫy làm cái gì cho nó mệt ra. Cá chú nó vào hết đầy mạnh xong rồi dẫy. Mày dẫy vào mắt con ơi. Mở cái này tay cứ run đi nhá. Giật về quá tay cứ run đi. Ôi, về quá thun tay. Đã. Cầu cá này nó phê. Đóng luôn. Đóng luôn em ơi. Anh em ạ, phê quá. Đã chưa các bác ơi? Ây, phải đã chưa? Tươi ngon nhỉ. Vào thùng đặt tiếp, nhanh. Tươi ngon lắm anh em ạ. Cái lỗ này nhiều rô lắm. Giời ơi. Nóng luôn. Chạy đâu. Xuống cái đóng hàng luôn anh em ạ. Về chưa?
Từ 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 cho ngay rõ anh em ơi. Cho đợi lắp. Chỗ này dễ kinh lắm, lại không mất. Cùng nhấp cái này mới là hay đấy các bác ạ. Để trong kia toàn bèo, nhà con đây có cái lỗ cá cứ tụ lây. Phê quá. Nick ăn luôn. Úi giời ơi. Ăn luôn. Úi giời ơi. Nick ăn luôn anh em ơi. Con to chưa? Chào á luôn. Vàng. Phê. Em vừa bỏ găng tay các bạn, nó cứ cầm cá sũng nước quá này. Phê nhỉ. Cầm cá sũng nước quá, vào tay cứ mỏm mới rét. Vào đây. Ngon quá. Mồi mềm mềm này xuống nó mút để ăn thật anh em ạ. Mút cái là dính, mút cá là dính luôn. Này nó đấy. Rồi. Đấy. Úi giời ơi. Lại về chưa các bác ơi? Đóng xuyên mồm. Về chưa? Dậy. Về kỳ luôn đấy. Xuyên táo đẹp. Toàn giống rô phế thế nhỉ. Vào thùng. Phế hết thì cũng vào hết thùng đây. Ngon. Cái thằng chập tối này cầu phê thật anh em ạ. Xuống cái nhấp nhấp phát là nó đập luôn. Đấy. Ê trời ơi. Chạy làm sao được. Chạy làm sao được. Chạy làm sao được anh em ơi. Xuống cái mút nào bằng luôn. Con này hơi gầy. Nhưng mà đẹp. Giống này chỉ có rán này. Không nấu canh nấu cải được các bác nhé. Chỉ rán này. Từ. Chỉ có rán thôi. Lỗ này đẹp này anh em ạ. Giỏi rồi. Mút chúng tôi. Lấy lại cho xem. Dương mình mút sợ. Phê chưa ba? Wow. Ngon nhỉ. Toàn rô xịn này. Phê. Thế này tối nay về lại rán mệt. Tuyệt vời. Đánh rô đông thế này nó mới chất anh em nhỉ. Cái này vào mùa mưa giặt ở đây mới là phê nữa. Mùa đông này cá nó còn đi ăn ít đấy. Mùa mưa ra cái lỗ này quên đời đi. Xuống đây. Đoạn này mút ngay. Giời ơi mút ngay. Xuống ngay là mút ngay. Kinh khủng khiếp. Này các bạn nhìn đã chưa. Vào đây. Vào đây. Phê quá, cứ xuống tạch phát chết luôn. Cho cái lỗ cho mày này.
Đấy, úi giời ơi, nó bảo mà dính ngay. Ôi giời, dính ngay anh em ạ. Này, đổi lỗ cái dính luôn. Này, này được rỡ rồi các bác ơi. Này đẹp đấy nhỉ. Này, cá rùa toàn loại này, loại gầy gầy nhom nhom này ăn phê. Đấy, nó không mỡ như như rùa nuôi. Quá tuyệt vời luôn. À, đây đang có một ông anh đang đến lấy bèo các bác ạ. Hay là cái chỗ này giờ không cầu nữa thì cũng phải gác kiếm tại đây thôi. Đây lấy bèo về làm gì anh? Lấy bèo về cũng để nuôi cho ếch nó đậu. Cho ếch đậu à? À, nhà nuôi ếch à? Nhà nuôi ếch. Rồi. Thế nhà anh đâu? Nhà ngay đây. Ngay đây á? Ngay đây ra lấy bèo ấy. Ừ. Rồi, tiếc cái nhà giờ không câu nữa, cá thì nhiều mà giờ không câu nữa rồi. Rồi hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Em về đây. May quá anh đang lấy bèo thế nào cũng được cái lỗ nào ra chỗ này cầu anh em nhé. Điểm đẹp thôi rồi luôn. Cá úi giời ơi. Dậy nia địa kìa. Thế này nó mới phải nắm cá các bác ạ. Này cả rô đồng, cái cá kia dễ rô đồng ấy. Chứ chỗ này bèo quá nhiều quá không câu được. May quá có người ta cuốc cái này. Địa điểm câu tuyệt vời luôn. Chính là những chỗ như này thì ngày xưa kiểu như là bèo quá nhiều người ta không kích được thì cá nó còn động lại nhiều nhỉ. Ừ, nước sâu cá hay về. Chứ còn nếu mà nước nông với lại nó không có bèo ấy, bọn nó kích hết. Muộn rồi về anh em ơi.